Yeah. Sua sđai đang ọc khnien ai nung tọlọp mọ vĩnh nư thư vlog nư thư vlog đi ai tê mau ai được kìa. Lô bro. Ngày nắng nóng kia mà mưa con anh mình cùng bố mình tay review hay ở bàn vô camera không lấy cục ra tôi chơi mà smile của không khó đấy tại mình bây chọc một nhóm trắng smile của bàn châu đấy tại ơ ế chọc một tôi mới ơi tại mặt một cái một vầy vào cái đây mình mà nghe lời phụ vật phụng rồi dân ngày nắng dân mưa đứng con xiếm mà đứng thấy đây mình chỉ nói chân thay homestay hay đang đăng tham mấy tại trailer cọp một người giống như một trailer tầm nổ nhóm trong thua đi view rương một phê chết để xa ấy trong mưa sân ở đây bởi tay kê đá với dân thọp tầm mới tại rương sọc dương hay rương Hollywood rương thay như mưa chả nó có bình tay ở rương cinematography với mình sao chỉ khăn đôi Việt Nam đôi chân đôi ấy đi tại vì mình còn tập hiệp chẳng chăm mơ thở nhưng tầm mơ rút dương review mà mình hay ngày nắng mau phải dùng muốn cảm nhẹ đá cái mía trong cái này hay vlog cho môi nâng à nên nâng cứ đo co ấy nè chọc một là hốt nè ba phở Osmo vlog tiết đấy bà ok mày của bông à sbay đấy bà đi đâu hóa đi đâu à, đi đâu à đi đâu à đi đâu đà ra kìa tam ấy tam ấy nè tam cả tam bất bại bro, hắn chụp này du, màn chân nam ạ, ô phép phép, đó đó hắn đi nhé, đẹp này dương mui, ba đi, ba, ok, completely identical ba, mặc hai cốt nè, nè, đội kia hay vô cái cao tới vấn đề thi kế phần ấy xúc lịch lõm cái đấy chắc là lấy màu với nhau nè thế nên là muốn ăn là muốn âm gì thì muốn thông đấy là ba là nắng ăn thông đá bỏ thế là nắng của bạn không pha lại là lấy nhưng xong nhau một về chung cái sân ruốc trăm tư là chân Eden đó cái này nó ngày nắng lọc mùa à tôi nhớ sủa thon tên mà bye bye yeah là dân tư rồi yeah cùng ta tư đợi bằng tao nữa tiêu mà mong giúp lắm bằng tay ash food tu vùng nơi trăm mai đừng khỏi tăng miếng ảo smoke miếng ấy mà lấy lên trong thương lọc camera thông của căn là tu chứ xuồng vậy nên lại đến chạy đòi thon này chẳng ấp bao nhiêu căn là tu chẳng đa rồi tu rất yeah bàn spot đây yeah đây bro sup bro sắp tu này đọ pì mà lời sụp hiệp đó là ai sao ta khơi sọc đang vì việc cắt sọ mò đào người ở à đây vào đây hay miền tìm sai mà lời mấy bạn ở sao trên vlog nha lời bong bữa tăng phi chân bị pet bong quay hai cả lá máu vừa một nè ngon khi nhom bé ba thay rương anh nhom thay cho thở mơ cái nó pet nạt kia nạt hai đào pet pet thở mơ cái chân pet bạc trăm nạt pet hay cho pet chấm pet ai được bốn chuẩn nó tuôn về tên mỏ nè bia thông đào phan này nhé lâu lai à lâu lai à tại ngày thọt sam sập frame lâu lai à nè tham tra mờm khơi nha rồi mờ sẵn à bắt yeah là chúng ta họ là yeah bàn thọt bi rô lấy tên ngày nâng chill nè miền ngày để nhung chill lên nè rồi mà đi ấy có qua miền ngày có chill nè all one Hall 1 Hall 1 lịch mà lỡ à? Lỡ ok, ta lỡ 2000 years later.
បាទឥឡូវយើងមើលនៅរោងកុនហើយហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងព្រោះថារឿងនេះខ្ញុំមើល3ថ្ងៃមុនហើយខ្ញុំទើបតែចេញវីដេអូការពិតខ្ញុំចំណាយពេលវេលាដើម្បីទទួលយកនៅព័ត៌មានក៏ដូចជាយកអ្វីដែលខ្ញុំមើលយកមកគិតយើងឃើញពេលដែលខ្ញុំថតទៅមើលរឿង Homestay នៅ Eden upon Legend គឺសប្បាយហើយជួបពីទូជួបខ្មៅជួបប្រូទីអេសហើយគ្នាយើងច្រើនទៀតនៅទីហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់តិចថារឿងនេះគឺជារឿងដែលគេហៅដូចជាមិនមែនជារឿងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំណាអ្នកដែលគាត់មើលរឿងថៃគាត់ចូលចិត្តមើលរឿងថៃគឺគាត់ឲ្យតម្លៃដល់រឿងថៃត្រង់ថាវាប្លែកវាល្អមើលវាខ្ជូតគុណភាពអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាល្អដូចខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងពីដើមដំបូងជាងគឺខ្ញុំមានការរំពឹងទុកខ្ពស់ទៅលើ VFX ក៏ដូចជា Cinematography គឺ Plang Thot សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគាត់ថា Plang Thot គឺมันជាខ្លាំងណាស់ណាក៏มันអន់ណាស់ណាដែរគឺមានកម្រិតស្តង់ដារផងគេតែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាង VFX ក៏ដូចជា Plang Thot នោះគឺសាច់រឿងដោយសារនេះគឺជារឿងដែលបង្កើតពីសភៅមួយរបស់លោក Ito Mori ដែលមានចំណងជើងថា Colorful បាទតែជាសភៅផងជប៉ុនហើយមាន anime ទៀតខ្ញុំដាក់នៅលើអ្នកគ្នាយើងមើលយើងអាចទៅមើលរឿងនឹងបានខ្ញុំទៅមើលរឿងនឹងដែរនេះគឺជាដំណើរដើមតោងសាច់រឿងដែលបើនិយាយថាចំណងជើង Homestay យើងប្រើជាភាសាអង់គ្លេសមកគឺកន្លែងតែផ្ទះបណ្ដោះអាសន្នយើងទៅគេមកយប់ពីយប់សម្រាប់សាច់រឿងក្នុងភាសាខ្មែរដែលគេប្រែមកវាសង់សពសង់ថាខូចសាច់រឿងបាទហើយគឺរៀងកាយបណ្ដោះអាសន្នចឹងមកន័យថាក្នុងពុទ្ធភិសិទ្ធក៏ដូចជាការប្រៀបប្រដៅរបស់ពុទ្ធគឺរូបកាយផងយើងគឺជារបស់ក្រៅខ្លួនមានន័យថាវាជាបដោះជារបស់គេមិនមែនជារបស់យើងទេចិត្តកាយនៅខាងក្នុងនោះទេដែលជារបស់យើងហើយគេថាមានកាយមានទុកណាអញ្ចឹងអានេះគឺដូចគ្នាគំនិតវាអប់រំខ្លាំងមែនតើតតងជាមួយនឹងការរស់នៅជាមនុស្សឆ្លងកាត់ជីវិតគ្រួសារជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនជីវិតសង្គមមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាក្តីសម័យខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយច្រើនដោយសារខ្លាចខូចសាច់រឿងតែរឿងនេះគឺល្អមែនតើសម្រាប់អ្នកដែលកើតជំងឺដែលគេពេញនិយមមករយៈមុនគេហៅ depression ដែលគាត់គិតថាគាត់កើតតែនេះគឺជារឿងដែលបង្ហាញអំពីថាអានឹងជារបស់អីវាចេញមកពីណាដើមហេតុវាមកពីណាហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបបង្ការវាបានឬក៏អាចកាត់បន្ថយវាបានខ្ញុំអត់ដែរចង់ធ្វើ clip តាក់ទងជាមួយនឹង depression ទេហើយមូលហេតុគឺខ្ញុំឆ្លងកាត់ខ្លួនឯងខ្ញុំដឹងថាវាមិនមែនជារឿងមួយដែលយើងអាចនិយាយជាប្រធានបទទូទៅដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយល់បានជាលក្ខណៈថាសាធារណៈបាននោះទេវាជារបស់ដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មានបទពិសោធន៍រៀងខ្លួនដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចយល់បានក្រៅពីបុគ្គលនោះបើសិនជាបុគ្គលនឹងគាត់ឆ្លាតគាត់ហ៊ាននិយាយគាត់អាចទំនាក់ទំនងមកខាងក្រៅបានច្រើនហើយនឹងគេយល់ច្រើនតែមនុស្សភាគច្រើនដែលបាក់ទឹកចិត្តគឺគាត់អត់និយាយទេគឺគាត់រក្សាទុកក្នុងខ្លួនគាត់សូម្បីថាក្នុង Facebook ក្នុងបណ្ដាញសង្គមគាត់អត់បង្ហាញ 100% តែគាត់កើតជំងឺនឹងដែរគឺគាត់ខ្លួនគាត់អត់ដឹងតែគាត់កើតទេខ្ញុំធ្លាប់និយាយនៅក្នុង Live រឿងនេះគឺវាធ្វើមកគឺចំណាយពេលជិត10ឆ្នាំបាទពូសភៅនឹងគឺចេញឆ្នាំ2010អញ្ចឹងវាចំណាយពេលយូរមែនតើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនថៃនឹងគាត់ទៅទិញសិទ្ធគាត់ទៅទិញសិទ្ធសុំសិទ្ធយកមកធ្វើហើយគាត់ធ្វើទៅណាបង្កើតជាសាច់រឿងឲ្យស៊ីមេត្រីជាមួយនឹងសង្គមអញ្ចឹងគឺសាសាក្រុមការងារអ្នកដឹកអ្នកថតក៏ដូចជាតួសម្ដែងគឺសម្ដែងបានល្អមើលទៅជឿហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងសាច់រឿងនឹងច្រើនខ្ញុំមើលទៅគឺទោះជារឿងនឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងដែរក៏ប៉ុន្តែវាអត់ធ្វើឲ្យយើងពិបាកចិត្តទេវាធ្វើឲ្យយើងនឹងភ្ញាក់ខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមតែគ្នាយើងដែរទៅមើលក្នុងកំណត់មួយគឺអប់រំខ្លួនឯងអប់រំអ្នកនៅជាមួយខ្លួនក៏ដូចជាបើសិនជាមានបងប្អូនយើងឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជីវិតបែបនេះសូមគុំបណ្ដោយឲ្យគាត់នៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតពីខ្ញុំបាទពុជរួយក៏ដូចជាអរគុណទៅដល់ខាង Legend ក៏ដូចជាចៃកុនដែលតែងតែផ្ដល់សម្ពត់គាត់ឲ្យខ្ញុំបាទមើលរឿងល្អល្អហើយឲ្យជំរឿនរបស់ខ្ញុំទៅមើលរឿងណាដែលខ្ញុំពេញចិត្តផងដែររឿងដែលខ្ញុំទៅមើលគឺពេញចិត្តទាំងអស់ហើយ complete គ្រប់ត្រូលគុនខ្មែរដែលជាគុនលក្ខណៈអប់រំហើយស្នាដៃផនខ្មែរផងដែរបាទគុំមើលរឿងគេច្រើនពេកខ្ញុំក៏មើលរឿងខ្មែរច្រើនដែរតែខ្ញុំចូលចិត្តមើលរឿងណាដែលមិនមែនជារឿងខ្មោចចង់អរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ